Kính thưa đại chúng, giới rất là quan trọng. Xây cái nhà là cái móng phải cho thật là chứng, là chắc. Xây cái nhà 10 tầng nó khác hơn xây cái nhà một tầng. Xây cái nhà một tầng á, giống như cái này, cái móng nó làm cũng cứng nhưng mà nó không có được chắc lắm. Nhưng nếu xây cái nhà 10 tầng thì chắc chắn là phải cái móng là phải đúc cho thật chắc, nó mới không có nghiêng. Tu Phật cũng thế. Quả vị Niết Bàn là cái nơi tâm thanh tịnh, không còn một pháp. Mà muốn đạt được tới chỗ đó thì giới phải thật là nghiêm trì. Hàng ngày chúng ta mắt tai mũi đều tiếp nhận những cái nguồn rung động từ bên ngoài, sắc thinh hương vị xúc pháp, tạo nên những cảm giác dục lạc ưa thích. Và vì rất nhiều cảm giác dục lạc ưa thích cho nên chúng ta sẽ bị nhiễm ô. Chỉ có giới mới có thể xây dựng được cái nền tảng để ngăn ngừa những cái bất thiện pháp nó thâm nhập và loại trừ được tất cả những cái bất thiện pháp đang có sẵn. Các bất thiện pháp đang có sẵn nhờ giới mà được loại trừ, biết tàm quý, sám hổ, xấu hổ, biết sám hối thì tất cả các bất thiện pháp đang có tồn trữ ở trong chúng ta từ kiếp trước, kiếp này đều được thanh tịnh. Và nếu chúng ta ngăn ngừa không tiếp xúc những cái nguồn ô nhiễm nữa thì tự nhiên ở trong nó đã loại trừ, ở ngoài nó đã ngăn ngừa thì nó từ từ nó sẽ được thanh tịnh. Cho nên giới rất là quan trọng. Sáng nào ở đây chúng ta cũng học về giới, cùng nhau học giới một chút để nhớ, nhắc nhở nhau nhớ. Có nhiều vị đã biết rồi, giới biết rồi, nói cái gì cũng biết hết á, nhưng mà ra thì cái gì cũng phạm hết á, cho nên chúng ta phải nhắc nhau thôi. Nay chúng ta học về cái giới sát. Giới sát á, nghe nói thì nó dễ lắm, không giết chó, giết mèo, không giết cái bất cứ sinh linh nào. Nhưng mà nó có hai loại: sát hữu ý và sát vô ý. Sát hữu ý tức là biết đó là sát mà vẫn làm. Và sát vô ý tức là không biết đó là sát nhưng vẫn sát, và hễ có nhân thì có quả. Thứ nhất đó là sát hữu ý, tức là cái tánh tình hung bạo, thấy con sâu nó muốn đập nó, thấy con chuột nó muốn rượt nó, thấy con rắn nó ghê nó là muốn xách cây đập nó. Đó là sát hữu ý, tức là có cái tâm ý, cái ý sát nó được huân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi. Có nhiều người sư ở ngoài Bắc đi thuyết giảng, sư có gặp một trường hợp như thế này. Cái ông đó ông ưa nhậu lắm, mà bạn bè thì ngoài Bắc nó đãi thịt chó không à. Nó làm con chó nhà nó thịt xong cái nó mời ông ăn, ăn thích lắm. Rồi trong bữa nhậu bạn bè nó mới nói: tụi tao làm chó của nhà tao đãi mày, còn giờ tới nhà ngươi tới phiên nhà ngươi làm sao? Ông này ông về ông cũng làm thịt con chó ông. Mà ông trường hợp nó như thế này rồi từ đó ông bỏ luôn, ông không nhậu. Ông dụ dụ con chó nó lại, con chó nó thấy chủ mà dụ dụ lại để cho đồ ăn, nó mừng lắm, nó vẫy đuôi. Ông giấu cái búa đằng sau lưng á, ông không có dám đập nó, tại vì ông sợ là nó đau, ông thương nó lắm. Nhưng mà bây giờ bạn bè nói đứa nào nó cũng làm thịt chó của nó, bây giờ tới phiên ông thì ông cũng phải làm. Ông mới uống ba bốn xị rượu gì đó không biết nữa cho nó say say rồi ông mới dám làm, can đảm lên để làm. Cho nên khi uống rượu á, nó phạm giới đủ thứ hết quý vị. Người dám uống rượu là cái giới gì nó cũng phạm hết á. Người giới nó dám nói láo cái gì giới gì cũng phạm hết á. Thế ông uống rượu uống cho nó ngà ngà chút xíu rồi cái ông kêu con chó lại. Ông xách cái búa ông đập lên đầu nó một cái. Mà ông đang say cho nên ông đập không có chết được. Nó không chết liền, máu nó ọc ra nơi miệng đó, rồi nó quăng 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 nó chạy vào trong gầm giường nó núp. À, kinh khủng vậy đó, nó chạy vào trong gầm giường nó núp. À, nó không có ra. Cái ông kêu nó, ông kêu ra đây con, nói ngọt ngọt, nó lại bò ra. Nó bò ra rồi quý vị biết nó làm sao không? Nó để cái mõm của nó trên cái bàn chân của ông. Nó không hiểu tại sao con không có làm cái gì lỗi mà chủ lại đập đầu con như thế. Nó vẫn ra, nó biết là có thể ra rồi ông đập cái nữa cho chết nhưng mà nó vẫn ra.
Thế rồi ông cầm cái búa ông giáng từ trên xuống đập một cái, con chó dãy tê 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 chết liền tại chỗ. Và khi ông hạ cái búa xuống con chó chết, cái ông giật mình. Giật mình ông tỉnh rồi, ông hết hồn. Ông nhìn con chó chết, rồi ông nhìn cái búa, ông giật mình và ông bỏ luôn, không uống rượu luôn. Đó, từ đó đi không sát sanh nữa. Nó kinh khủng lắm quý vị, nhất là khi mà cái con vật đó mà nó sắp chết đó, nó sợ lắm. Tất cả những cái gì đó, nó cái sự mà mong cầu sự sống đó, nó nổi lên, nó mong cầu sự sống, mà khi bị tước đi cái sự sống nó hoảng hốt vô cùng. Và tất cả những cái đó nó tạo nên oan trái, oan trái kiếp sau gặp nhau thanh lý nữa, oan trái. Vào thời Đức Phật đó, dòng họ Thích đó, bị tàn sát, Đức Phật đứng ra cản lần thứ nhất, đứng ở ngoài đường trên con đường mà quân giặc nó tới. À, ông vua đó ông dẫn quân tới thì ông thấy Đức Phật đứng đó, cái ông bỏ đi về. Tới lần thứ nhì ông cũng bỏ đi về. Tới lần thứ ba ông gạt Phật qua một bên, ông nói thôi ngài Cù Đàm để cho chúng tôi làm việc của chúng tôi. Ông tràn quân vào tiêu diệt dòng họ Thích. Dòng họ Thích là dòng họ của Đức Thế Tôn đó, bà con thân thuộc trong cái làng đó, trong trong cái thành đó, giết tàn sát hết, giết không còn sót người nào, già trẻ lớn bé giết hết. Ngài Mục Kiền Liên là đại đệ tử của Đức Phật, có thần thông, ngài đã biết trước chuyện nó xảy ra và nhân quả không tránh được. Ngài thương tâm, ngài mới đem cái bình bát, ngài hóa ra thần thông, đem 500 người ở trong gia đình dòng họ Thích đó, nhét vào trong cái bình bát. Bốc 500 người bỏ vào trong bình bát, bay lên trời. Và nghĩ rằng nếu ta bay lên trời, nó giết hết đi rồi ta xuống, ta thả 500 người này ra thì còn cứu được 500 người. Nhưng khi ngài mở bình bát ra, ngài chỉ thấy máu không à, không còn 500 người nữa. Ngài mới hỏi Đức Phật. Đức Phật nói cái ân oán này không thể nào giải thích được, nhân quả kinh khủng lắm, nhiều đời nhiều kiếp. Thế thì họ hỏi Đức Thế Tôn về chứ hà duyên cớ gì mà ông vua đó ông đem quân ông giết cái nguyên cả dòng họ Thích, dòng họ của Đức Phật. Ngay cả Đức Phật còn không cản được người ta giết dòng họ của mình. Quý vị nên nhớ như vậy, khi nhân quả nó vận hành, cái trái nó đã trổ ra rồi, quả nó quả dị thục nó đã trổ ra rồi, không ai đỡ được. Đừng để cho gieo nhân, đừng sát sanh, chứ còn khi đã sát sanh thì quả nó trổ ra phải hứng chịu thôi, không né ra, không né tránh được. Phật còn không cản được, cho nên đừng có nghĩ là ông thầy nào bùa chú nào mà có thể làm được cái chuyện đó, không có. Nhân quả nó vận hành theo cái quy luật của nó. Thế thì khi hỏi Đức Phật hà duyên cớ gì mà dòng họ Thích bị thảm sát như vậy, Đức Phật nói tại vì trước đây ở trong làng á, trong cái thành đó nó có một cái ao lớn lắm, mà khi cái mùa nắng á, nó nước nó cạn đi, nó còn lại sình lầy, và những con cá ở trong đó nó trồi lên, nó nằm ở trên sình lầy nó chờ chết rồi. Sình lầy thì còn một chút xíu nước, quý vị biết rồi, tùy cái chỗ sình lầy ít nước hay nhiều nước, đặc hay là lỏng, có những con cá nó cứ vẫy vẫy trong đó nó chờ chết. Dân làng dòng họ Thích á, rất là độc ác, đem ra vét cá lên hết, cá dưới sình vét lên hết, mà thay vì bỏ vào trong nước không có, giết hết, ăn không hết thì đem phơi khô. À, chơi vậy đó, ăn không hết đem phơi khô, tàn sát hết. Và lúc bấy giờ Đức Thế Tôn á, ở trong cái đám dân dòng họ Thích á, ngài là một đứa bé nhỏ thôi, hình như đâu 7-8 tuổi gì đó, tinh nghịch, cầm cái cây gậy gõ vào đầu con cá to nhất, có một con cá thật là to nó trồi lên, gõ vào đầu nó 3 cái, nghịch thôi. Đấy. Thế rồi cái dòng họ cá nó chết hết, nó đầu thai trở lại làm người, rồi nó đi báo thù, tàn sát trở lại cái dòng họ Thích. Và riêng ngài Đức Thế Tôn đó, nhức đầu 3 ngày, tại vì cầm cái cây gõ vào cái đầu con cá 3 cái, nhức đầu 3 ngày. Nhức đầu 3 ngày. Ngài kể lại câu chuyện đó, ngài nói hồi tiền kiếp ngài là đứa bé mà gõ đầu con cá đó, tinh nghịch thôi,
cũng gõ nặng, không phải gõ cho nó chết, mà gõ là gõ như tinh nghịch vậy đấy. Nhưng mà nó sắp chết rồi, cho nên cái ân oán nó nặng lắm. Khi con người ta mà sắp chết, nó sợ chết, tất cả những cái gì hình ảnh nó thấy, nó đều ghi nhận. Mà nếu ta không giải thoát, thì ta quay trở lại, sẽ gặp nó để trả thù. Đó, ân oán nó kinh khủng lắm. Cho nên cái sát khởi đầu bằng cái ý, ở trong kinh Pháp Cú, phẩm song yếu, Đức Thế Tôn dạy, ý dẫn đầu các pháp. Sát sanh là cũng khởi từ cái ý, có ý sát, rồi mới cái tay đi sát. Nói là nói cái thân sát sanh là phạm cái nghiệp, nhưng mà thực sự ra ý nghiệp là mạnh nhất. Cho nên chúng ta tu tập giữ giới, giới nơi ý, nơi thân, nơi khẩu, nơi ý, phải giữ cái giới. Sát sanh tạo oan trái, sát sanh làm cho mình làm mất đi cái tâm từ. Cái tâm từ càng sát sanh thì nó quen rồi, cái tâm từ nó không còn nữa. Khi không sát sanh mà lại phóng sanh, rồi thương yêu những người tàn tật, thì chính là đang phát triển tâm từ. Khi chúng ta đi làm từ thiện, chúng ta đem tiền bạc, cơm gạo hay là quà cáp, bánh trái gì đó cho những người tàn tật, đừng nghĩ rằng ta có của đây, ta đem đi cho người này để xoa dịu nỗi đau của người đó, vô ích. Cái nghiệp của người ta vẫn đau. Nhưng mà ta đem đi, ta cho như vậy, tức là ta đang tu tập tâm từ. Chứ đừng có nghĩ rằng là ta đem đi cho, ta có phước, không có phước chút xíu nào hết á. Của hữu lậu mà, nó giống như là phấn son thoa mặt cho đẹp vậy thôi, không ích lợi gì hết á. Nhưng nếu ta nghĩ rằng đây là cái nghiệp của chúng sanh, và ta cũng có cái nghiệp, ta đem xả bớt đi, của cải hay là vật chất ta đem xả đi, xả trong cái tình yêu thương, xả trong cái tâm từ, chia sẻ đây là quyến thuộc của ta nhiều đời nhiều kiếp, Đức Phật dạy như vậy. Và vì người ta tạo nghiệp cho nên người ta khổ. Thế thì khi mình tới, mình làm từ thiện với mục đích là phát triển tâm từ của chính ta. Thứ nhì là gieo cái giống lành đối với các chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp đều là quyến thuộc của ta hết. Rồi khi nhìn thấy người ta như vậy, biết rằng thân phận của mình nếu không tu cũng sẽ như người ta thôi. Đừng có thấy người ta què quạt hay là người ta bị bệnh thần kinh mà rồi thương một cách gọi là giống như là thương những cái người tàn tật. Đừng nên nghĩ như vậy. Mà nên nghĩ rằng nếu ta không tu, ta cũng như họ thôi. Kiếp tới ta cũng sẽ như họ thôi. Ta nhìn họ đó để học, để mà tu, để mà giữ giới cho nghiêm trì, để phát triển tâm từ, để xả tất cả những cái gì gọi là thủ đắc của cải của ta quý giá, bây giờ ta lấy đem cho. Của mình rất là quý, tại vì mình làm bằng mồ hôi nước mắt. Nhưng mà khi mình đem cho được, tức là mình đang học cái phép xả đó. Xả là một trong cái pháp tối thượng của Đạo Phật, nhưng mà người ta không biết, cho nên người ta cứ hành trì giống như là đi mua phước, đi tạo phước. Phước không ăn thua vậy đó, phước hữu lậu. Ai bằng Lương Võ Đế? Lương Võ Đế xây 82 kiển chùa, cúng dường cả 100.000 tăng ni, in cả 1.000.000 quyển kinh. Mà Tổ Đạt Ma nó không có chút phước đó, công đức nào hết á. Phước thì có chứ. Ông xây chùa 82 kiển chùa, mà nhà vua xây chùa thì chùa lớn lắm. Và cúng dường cả 100.000 tăng ni, in kinh sách cả 1.000.000. Nhưng mà cũng không có cái gì, chút xíu công đức nào hết. Tại vì cái tâm làm á, là cái tâm còn mong cầu phước đức, mong cầu quả, chứ không có xả. Khi quý vị làm mà quý vị xả, giống như là của cải của mình á, mà mình đem cho mà không tiếc, thì đó là xả đấy. Mà càng xả bao nhiêu thì nó càng được thanh tịnh bấy nhiêu, mới có thể chứng được Niết Bàn. Cái tâm từ nó mới phát triển. Bố thí, cúng dường, in kinh, phóng sanh, tất cả những cái đó để xả. Chứ đừng có nghĩ là con cúng dường để được phước. Không có, quên đi. Phước đó là chỉ là như phấn son thoa mặt thôi, rửa mặt cái nó sạch trụi hết, không có chút xíu nào đâu. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách hành xử, hành trì, cúng dường để gieo duyên, gieo duyên với Pháp, gieo duyên với Tăng, gieo duyên với Tam Bảo, và xả những cái gì chấp thủ của mình đi làm rất là quý chứ. Nhưng mà bây giờ mình đem cúng dường, tức là mình xả đi cái sự chấp thủ, mà xả sự chấp thủ thì không còn tái sanh nữa. Hãy còn quý cái thân thì nó còn tái sanh. Mà quý cái thân thì nó quý những cái gì ngoại vật của thân,
nhà của tôi, tiền của tôi, xe của tôi, chồng của tôi, con của tôi, cái gì cũng của tôi, thì tiếp tục tái sanh để hưởng cái của tôi đó. Còn khi chúng ta xả được thì lập tức chúng ta không còn phiền não nữa, chấm dứt tái sanh. Cho nên cái phép bố thí cúng dường in kinh là tất cả đều là xả đấy. Xả sự chấp thủ, xả những sự vướng mắc, buông hết, là cái phương pháp là như vậy. Nếu thực hành được như vậy với cái tâm xả là một trong tứ vô lượng tâm thì nó vô cùng lợi lạc, phát triển được tâm từ, chấm dứt được sanh tử, chấm dứt được đau khổ. Cho nên giữ giới chúng ta phải hiểu là giữ ngay cái ý đó, ý sát sanh không có nữa, lúc nào cũng phát triển được tâm từ, thương yêu chúng sanh đều là quyến thuộc của nhau, và từ chỗ đó đưa tới sự thành tựu, thành tựu cho bản thân. Nhất là cái sân, Đức Thế Tôn đã dạy, một đốm lửa sân đốt cả rừng công đức. Người tu, nhất là người tu thiền, tránh cái sân. Thấy cái sân nhận diện, phải biết phải buông nó xuống. Các nhà bác sĩ y học, người ta đã chứng minh, trong một sát na mà quý vị nổi sân, quý vị giết 3 triệu tế bào não. Cái tế bào não mà cứ giết nó từ từ đi, rồi nó lớn tuổi nó sẽ ngu, nó sẽ lẫn cẩn, nó sẽ lẩm cẩm. Là tại vì lúc trẻ sân hận nhiều. Mà càng sân hận nó thì tim bị hại nè, gan bị hại nè, não bị hại nè, cái gì nó cũng bị hại hết. Mà trong con người chúng ta gồm có 500 tỷ tế bào, 500 tỷ sinh linh đang sống ở trong con người chúng ta. Chúng ta không có quyền sát sanh, không có quyền sát sanh. Một cái giận của chúng ta giết 3 triệu tế bào. Cho nên quý vị ở ngoài nói con sát sanh, nhưng mà nổi sân cái là giết 3 triệu cái sinh linh ở trong thân chúng ta rồi. Cho nên phải thận trọng, trải tâm từ ra. Mong cho tất cả chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm. Mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc, không có quan trái lẫn nhau, sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc, hết khổ đau.